Dạ, mến chào tất cả cô chú, chào mừng cô chú đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì con cũng đang có mặt tại vườn của em Nhàn nữa cô chú ơi, tại xã Vĩnh Bình của quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ ha. Hôm nay thì em Nhàn lại giới thiệu đến cô chú một lô cây bonsai để bàn mới. Đặc biệt hôm nay thì mình có những cái combo giá rẻ để cho cô chú mình chơi ha, rất là dễ chơi luôn. Thì mời cô chú cùng gặp lại em sẽ giới thiệu chi tiết cho mình nha. Rồi, em chào Nhàn ha. Chào anh Khánh à. Chào toàn thể cô chú anh chị đang theo dõi kênh Bonsai Lục Đỉnh Miền Tây. Chúc cô chú anh chị mình ngày mới luôn nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc. Dạ. Thì hôm nay cũng giới thiệu đến cô chú anh chị một lô cây bonsai mini để bàn nha cô chú anh chị. Gồm có hồng ngọc mai nè, rồi trang sen, mai chiếu thủy thì nó cũng như là những như sống khỏe à. Với một số trang đỏ nhỏ mình thanh lý giá rẻ ha. Cuối clip cô chú anh chị mình án theo dõi ủng hộ sếp hay cô chú anh chị. Rồi đi vào chi tiết cô chú anh chị ơi. Đầu tiên mình sẽ lên hồng ngọc mai ha, hôm nay là mã C. Cặp đầu tiên là mã C1. Thì cái này cũng như những clip trước là mình quay hai cặp tham khảo ha cô chú anh chị. Giá của em nó là 200 ngàn một cặp thôi. Hoành khoảng 8 đến 10 cm, cao 25 đến 30 ha. Dạ. Cây này cũng bắt đầu ôm nụ hoa nè cô chú anh chị ha. Đó, cô chú anh chị mình phải hợp nhãn ủng hộ giùm sếp ha. Rồi. Rồi, cặp C1. Rồi, xin đổi cây luôn. 200 ngàn. Chỉ có 200 ngàn một cặp thôi cô chú. Rồi tiếp theo là C2. Cũng hai cây nữa. Cũng 200 luôn cô chú anh chị ơi. Giá cực kỳ yêu thương ha. Dạ. Rồi, hồng ngọc hoa đẹp. Chơi trái luôn C3. ha chú. Cái này thì một cốt. Muốn bonsai thì mình về mình lượt rồi mình vô dây lại em ha. Rồi, dạ. Dạ, Đổi rồi. cây luôn hả cô chú Cây anh chị khỏe heo chú. rồi Một tiếp cặp theo thì 200. trang sen đi C3 trang sen một cốt ha để đẹp ha đế ha cũng như những lít trước cô chú anh chị đế to khoảng 22 củ 44 nha cô chú anh chị ơi Dạ. chiều cao 13 ha 300k bao ship là có nó cực kỳ yêu thương luôn cô chú anh chị. Lâu lâu mới đưa mua được một lô à, cây đẹp cô chú anh chị à. Rồi xin đổi cây. Rồi, 300. Rồi tiếp theo mã C4 cô chú anh chị à. Úp măng gió ngọn không cô chú anh chị. Mình Cây xem lô mới trước heo chú. Lát đẹp nữa đến thì mới thanh lý ở phía C3. sau ha. Hoành là 22 luôn cô chú anh chị à. Củ đặc 38 ha, gió ngọn. Cao 13 cm cũng 300k luôn cô chú anh chị à. Giá cực kỳ yêu thương Dạ. C4 C4. rồi xin đợi cây tiếp theo là mã C5 hay cô chú anh chị à. Rồi. Cái này hoành là 22 cm cô chú anh chị cao 12 ha đế này cũng to rồi chú anh chị à. Đế 42 ha cô chú anh chị rồi cây này cũng vô luôn 300k cô chú anh chị C5 300k bao phí ship ha rồi lấy nhiều rồi có giảm giá hay cô chú anh chị Dạ. C5 C5. rồi, cây. Rồi, tiếp theo là mã C6 cô chú anh chị à. Cũng là trang sen luôn Quá trời cái bệ nó nở mà cái ngọn này nó dốc quá chút xíu rồi. hoành nó là 23 cm cho chú anh chị cái củ đặc là 41 ha cũng quá đẹp cao 13 cm cốt cành đều cho chú anh chị à. Rồi cây này giao lưu là 350k ha củ quá đẹp luôn cho chú anh chị C6 Dạ rồi. C7 cho chú anh chị à. Hoành là 19 rồi chú anh chị cao 12 ha nồi đế là 2 nồi đế là 40 giao lưu 250k thôi cô chú anh chị 250k bao ship toàn quốc ha hoành nó hơi nhỏ xíu nhưng mà cũ cũng to đẹp thôi cô chú anh chị mã C7 đổi cây rồi tiếp theo là mã C8 cô chú anh chị đây là cái cũ nó mới đẹp nè cô chú anh chị củ quá to củ bạc kẹo mà cái tàn nó cũng khéo luôn ha củ lớn thân lớn luôn em ha rồi đấy là 47 cái cô chú thân anh này chị to lắm luôn chú ơi
Sumo á. 24 vành ha. Đây. Cao là 14 cm. Mã số C8 ha, giao lưu 400k bao ship của chú anh chị. Nhìn mặt này đâu chú ha. Mặt nó đẹp lắm, cốt cành nó phân bổ rất là đều luôn. Rồi. 400k. 400 thôi ha. Bao cũ thì khỏi nói, yeah. Cứng ngắt. Để coi. Rồi tiếp theo mã C9 của chú anh chị ha. O đồng nữa nè, chú anh chị. Hoành 24 của chú anh chị, cao là 15 ha, nội đế 45, giao lưu là 400k nữa nha cô chú anh chị, 400k bao phí ship toàn quốc. Dạ rồi, 400. Rồi, đổi cây luôn cô chú anh chị. C10. C10 của chú anh chị ha, quả đẹp. Đây này dắt đế rồi ha cô chú anh chị ha, rất là đều ha. Hoành là 24, chiều cao là 13 ha cô chú anh chị ha. Hoành đế là 43 ha, quả đẹp. 350k ha cô chú anh chị ha. Dạ. 350 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị ha. C10. Rồi, xin đổi cây. Rồi. C11 của chú anh chị. Cây này cũng cốt trang sen của chú, nhìn ở ngoài rất đã của chú. Ở mình nào đế cũng đẹp hết cho chú anh chị. Đế đẹp, cốt cành lớn. Cây này hoành là 24 cm, chiều cao là 11 ha. Củ đế nở to, hồi đế 44 của chú anh chị. Rồi, giao lưu với cô chú anh chị mình cây này cũng 400k ha. 400k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 400 bao ship. C11. Rồi, xin đổi cây nha cô chú anh chị. Tiếp theo là C12 ha cô chú anh chị. Dạ. Cây này cũng rất là đẹp ha, giọt ngọn ha. Để nở củ to cô chú anh chị. Cây làm gì nó cũng khó lắm cô chú anh chị. Hoành 22 ha. Củ đặt 44. Chiều cao 14 cm ha cô chú anh chị. C12 300k ha cô chú anh chị. 300k bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Dạ. Xin đổi ca. Rồi tiếp theo là C13 ha cô chú anh chị. Quả trời đế này đẹp à. Quả trời đế. Trung trang sen đợt này cái nào nó thấy to lắm. Dạ. Yeah. Hoành 25 cm cho chú anh chị, áo cũ này ha. Rồi đế này là 47. Cao 13 cm, cây này giao lưu là 400k cho chú anh chị. 400k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Mã là C13. Sang Nhật cho cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Khi đi mình sẽ gọt thẻo pha keo cho cô chú anh chị mình ha. Rồi, C14 cho cô chú anh chị. Cái này quá đẹp luôn chú ạ. Hoành nó là 27 cm, rồi đế là 40 ha. Cái này cao quá đã. Là 15, cốt cành quá trời luôn cô chú anh chị. Tự nhiên ha. Nhìn. Chỉnh là tí xíu. Vô chậu chỉnh lại mấy cây này nuôi già cây lên rất đẹp cô chú anh chị. 600k ha, bao phí ship toàn quốc. Là to nhất trong cái bầy này luôn cô chú anh chị. 600 thôi em ha. Dạ. Thân nó là nhìn rất là đã luôn ha. Liền lạc. Họ già xù xì luôn. Tai cành lớn. Rồi, xin đổi cây. Rồi, tiếp theo là C15. Hoành 25, củ đế 40 ha cô chú anh chị. Cái này chiều cao của nó là 15 ha cô chú anh chị. Đế quá đẹp ha. 350k, bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Dạ. Yeah. 300 rồi. Đáng để sưu tầm ha cô chú anh chị. Rồi. Rồi tiếp theo là mã C16. Rồi, đây ha, có cành nó có đều hết. Hoành 22 cm, cũ là 40 của chú anh chị, cao 13 ha. Đây là 300k thôi cho chú anh chị. 300k bao phí ship toàn quốc. C16 300k. Yeah.
Cây này có thể mình cắt nữa được nha cô chú anh chị, rút vô một mắt lá nữa ha, hạ cái đỉnh xuống một mắt nữa mới cắt sơ thôi. Giờ cô chú anh chị mình xử lý thêm rồi C17 cô chú anh chị ha. C17 cũng ú nu tròn do luôn. Hoành 23 cm cô chú anh chị, cao 13 ha. Đế thì cũng như những cây kia ha, để nở to 350k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. C17 rồi, tiếp theo mình lên C18 nha cô chú anh chị. Cái này mai chiếu thủy ha, mai chiếu thủy Lung Cà Mau. Lung Cà Mau thôi cô chú anh chị, lùng lực đế đạt ha. Này thì mầm nó ra rất là khỏe. Đi đi mình cũng đóng cái thùng mốt mình gửi đi cho cô chú anh chị ha. Về bắt đầu mình lọc chi làm được rồi cô chú anh chị ha. Cây cũng rất là đẹp này, về tới cô chú anh chị mình thì nuôi khoảng tầm tháng nửa tháng nữa là vô dây được rồi. Rồi hoành ngay đây là 35 cm ha cô chú anh chị. Này thì đế cũng được làm gọn gã ha. Rồi đế 63. Chiều cao này là 18 cm thôi cô chú anh chị. Rồi cây này giao lưu là 500k, bao ship toàn quốc ha. Này mình gọt thẹo pha keo rồi hết rồi. Về cô chú anh chị mình gọt cái bầu này để vô chậu nuôi thôi. Đế mình đã làm gọn mỏng nhỏ ha, như gì có thể gọi là sống khỏe cô chú anh chị. Ra chi đâu dài lắm mình mới cắt bỏ bớt ha. Vậy là định hình được rồi. Dạ. C18. Rồi xin đổi cây. Rồi, tiếp theo là mã C19 ha, cũng mài chiếu thủy như vậy luôn ha cô chú anh chị. Rồi, cây này thì mặt tiền như vậy ha, đó mầm ở đây, đây lấy đây đây ha cô chú anh chị. Cái sao này có cành phong ha, nói chung mấy cây này nó ra chuẩn rồi. Đó, cây này là rễ có thể là nó lún xuống rồi đó cô chú anh chị, nó ra rễ rồi đó. Dạ. Này thì về cắt bầu vô chậu thôi. Không phải làm gì hết, hoành ngay vị trí này là 34 ha. Rồi đế này là 65. Chiều cao là 20. Đó, mấy cây này mình về nuôi nhanh luôn cho chú anh chị. Cái dòng nuôi Cà Mau này nuôi rất là nhanh ha. 550.000 bao phí ship toàn quốc cho chú anh chị. Này khi đi mình đóng thùng mốt nên cái phí nó cũng cao lắm cho chú anh chị. Dạ rồi, 550. Rồi xin đổi cây luôn. Cây giót không có chú, giót C20 ha. Thì nở không? Mã số là C20. Tròn như coi cái này. Đây. Nó cuốn mặt cổng đế này vậy à. Cái mặt thảo trên đây nó cũng cuốn rất là nhanh nè cô chú anh chị. Dạ. Đầu nó cuốn đế với là nó rút dinh dưỡng lên ha. Vô chậu là nó rút dinh dưỡng lên, bắt đầu nó cuốn mặt cắt. Rồi hoành tại vị trí này đo được như vậy là 37 cm ha. Cây nó rất là khỏe luôn cô chú anh chị. Cây này nó mình lọc bỏ bớt luôn. Rồi đế là 60 ha. Chiều cao là 18. Cái đỉnh là cô chú anh chị nó mọc ngay đỉnh luôn ha. Ở bên đây một chùm luôn nè, lấy cái cành, lấy cành qua đây, cành 2 nè cô chú anh chị. Cành 1 nè. Đó, đây một chùm cành phong luôn nè. Nó dễ chơi ghê không cô chú anh chị? Có sẵn hết rồi. Chi nó ra dư luôn, về cái chùm này lấy cái cành 2 đây. Lọc bớt lại lấy một cành 2 cành thôi, dự phòng. Rồi cây này giao lưu 500k, bao ship toàn quốc cô chú anh chị. C20. Dạ. Yeah. Ok. C21. Cây này cũng mầm rất là khỏe luôn ha. Đúng vị trí hết cô chú anh chị. Hoành ngay vị trí này 34 cm thôi cô chú anh chị. Này, đây, rồi đế 69 ha. Cao 20 cm cô chú anh chị, cây mầm khỏe luôn, là bao sóng bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ 500k quá dễ chơi cô chú anh chị, 500k có một cây mai chiếu thủy về thả chậu nuôi vô dây bẻ sữa này ha. Dạ rồi, tiếp em ơi, xin đổi cây. Tiếp theo là C22 cô chú anh chị. Rồi, cỡ cái này là vô dây được nè. Cỡ đây là
này đó, mấy cái này rất là tả ha, cô chú anh chị, chưa vô chậu mà nó đã tùm vậy. Hoành là 35 ha, tại vị trí này. Đế này thì được là 65. Cao là 21 ha, cũng form chiếc lắc ha cô chú anh chị ơi. Đây. Về cô chú anh chị lựa kéo ha, lựa chi là vô dây. Tùy thích cho cô chú anh chị mình, có thể chơi cây trực lắc, có thể mình chơi cây này, có thể chơi một cây trực giót được luôn cô chú anh chị. Trực giót thì mình lấy cái, có thể lấy mặt này là mặt tiền nè, cành 1, cành 2 đây ha. Đây cành lắp mặt, hạ cái đỉnh này xuống chút, lấy cái chùm trong đây là làm đỉnh lên ha. Đó, hạ cái này xuống, cạp này xuống, lấy cái cành này nữa. Lấy cành này ra làm cành phong. Rồi, cây này cũng giao lưu cô chú anh chị mình là 500k ha cô chú anh chị ạ. Giá quá dễ chơi, giá này không mua đợi gì nữa cô chú anh chị ơi. Cây nó muốn sống khỏe hết rồi, vô dây được hết rồi. Rồi xin tới cây. Rồi cây này dạ. Mã C23. C23. Chưa vô chậu mà nó sống khỏe ghê hết rồi cô chú anh chị ơi. Hoành 35 ha, tại vị trí cổ rễ. Rồi đế 70 của chú anh chị ạ. Cao là 15 cm ha. Lùng lực tay cành này nó có trơn rồi nè cô chú anh chị. Bây giờ mình chỉ cần mình lựa lại mình làm chi ha. Dạ. Rồi 550k, bao phí ship toàn quốc thôi cô chú anh chị ạ. C23 ha. Dạ rồi, tiếp tục. Ok. C24. Hoành là 37 cm thôi cô chú anh chị ạ. Rồi để 65. C34 thì chúng ta C24 nha, 600k. Rồi, đổi luôn. Này khá nhiều cây trực lùng lực thế không chú? C25 của chú anh chị ạ. Lùng. Cây một cây giống trực lùng lực nữa ha. Cây này thì nói cho chú anh chị mình nuôi, có thể mình chặt đế thêm. 25. Hoành 25. Củ đặc này là 50 ha cho chú anh chị ạ. Rồi cả nồi đế này chắc nó có khoảng 70 ha. Chiều cao là 23 cm ha cho chú anh chị ạ. C25 giao lưu 500k, bao ship toàn quốc ha cho chú anh chị. 500 bao phí ship. Dạ. Một cục to lắm nha cô chú, 500.000. Đổi cây cho chú anh chị. Tiếp theo là C26 ha. Này mới khủng bố. Cũng quái quái. Rồi mình để gọng này mình được cái gọng C ha chú. Đó. C giống như dáng thú ha. Hoành eo nhỏ này là 26 ha, sát mấy cổ rễ này là 39. Cả cái nồi đế 80 của chú anh chị. Đây, đế này đó, kéo. Cao 25 ha. Cái này mình nuôi mình xử lý thêm. 550.000 thôi cô chú anh chị ạ. Bao phí ship toàn quốc luôn ha. C26 550k. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Dạ. Rồi, đổi luôn ha. C27 cô chú anh chị ạ. C27. Mấy chú thủy da đen nó lớn ha. Luôn chùm ngục Cà Mau. Hoành đây là 35 cm thôi cho chú anh chị ạ. Cả nồi đế này là 60. Chiều cao 22 cm thôi cho chú anh chị. C27 ha. Vô lưu 500k thôi cho chú anh chị ạ. Bảo ship toàn quốc ha. 500 bảo phí ship. Dạ. Yeah. Rồi tiếp em ơi, tới gì nữa đây? Tới trang đỏ anh ơi. Tới trang đỏ, à, combo ha, yeah. Hay là combo sao đây? Lên cặp luôn đi. Cặp. Ok, lên cặp luôn cho nó nhanh đi.
C28 ha. Dạ, đỏ cũng đẹp nha chú. Cốt cành lớn ha, một cốt. Đây đây hoành là 19 ha. Đây đây hoành 18. Một cặp. C28, cặp này nhiêu đây? Tôi luôn 400k lên đây. 400. 400 bao ship toàn quốc ha. C28. Dạ rồi, 400k có ngay một cặp trang tới nhà luôn. Đẹp luôn đó chú. Cái này nó một cốt đẹp lắm à. C29. Có chân cành sẵn hết luôn. Mấy cái này thì nhanh chơi. Tại cành đều, đế đều không có tiếng gì. Hoành là 22. Đây hoành 20 ha. Làm vô luôn 400k thôi cô chú anh chị, bao phí ship luôn. 400k bao ship toàn quốc. Dạ. Đó. Cúc cây này bắt lại lắm ha chứ, bắt chơi nhanh. 400k. 2k. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, tiếp theo này là C30 của chú anh chị. 2 cây, căn đỏ nữa ha. Dạ, 30. Một số cây thì nó nhú tuột mạnh luôn, trang đỏ. Cái này hoành 19 thôi tôi chú anh chị. Cái này hoành 20, cặp C30 ha, vô lưu 400k. Con cây đợt trước nó còn lại thì mầm nó ra. Con cây đó mới nó nứt thôi tôi chú anh chị. C30. Rồi yeah. Xin đổi cây, 400k ha tôi chú anh chị. Tiếp theo C31. Này thì ốm cao ha. Ốm cao. C31 hết lùng lực rồi, mình chơi ốm cao. Đây là hoành 19 rồi chứ anh chị. Đây là hoành 17 ha. Thì, chiều cao này 15 chắc cây này cao hơn xíu. Thì, cặp này mình giao lưu 350k thôi cô chú anh chị. Hơi nhỏ hơn tí xíu thì tiền ít hơn xíu. 350 C31 ha. Dạ. Rồi, xin đổi cây. Dạ. C32 cô chú anh chị ơi. Mấy cái này về của chú yên tâm nè, nó ra rất là mạnh. Cái này về cái thử bầu đất để vô chậu nữa cô chú anh chị. Cây này hoành 17 ha. Cây này hoành 15. Rồi cặp này vô luôn là 300k thôi cô chú anh chị. Giá rất là mềm mại yêu thương luôn, 300k bao phí ship tới nhà cho cô chú anh chị nè. Dạ quá rẻ. Dạ rồi. Ok luôn, đế đẹp nha cô chú anh chị, nhỏ nhưng mà đế nó vẫn đẹp ha. Cô chú anh chị mà yêu thích cây mini mình chốt mấy cây này về chơi rất là đẹp ha. C33 cô chú anh chị. Dạ, C33. Hoành 17 ha. Hoành 16. Rồi, cặp này cũng 300k thôi cô chú anh chị. Dạ. C33. Rồi. Đổi cây luôn. Đổi luôn em ơi. Quá dễ chơi, 2 cây 300 thôi chú ơi. Rồi, tiếp theo là C34 cô chú anh chị. Dạ. Cây này hoành là 18 ha. Cây này hoành 16 ha cô chú anh chị. 300k luôn, giá cực kỳ mềm mại yêu thương luôn. Dạ rồi. Cây một ra bài chơi là đủ tiền rồi cô chú anh chị. C34. Rồi xin đổi cây luôn. Rồi cặp này là C35. Cặp cuối clip luôn ha cô chú anh chị. Cặp này khá đẹp đó chú, to đó. Cây này thì sổ nôm ha. Cây này thì đế nó hoài ra như nè. Mà khúc cành đều hết trơn. Cành đều mầm rất là khỏe luôn. Cành là 18 ha. Cây này là 16.
vườn cao 15 cho chú anh chị. Rồi cặp cuối clip ha, đáng lẽ bán 350 mình bán 300 luôn cho cô chú anh chị, ưu tiên luôn, ưu đãi với cô chú anh chị câu tới cuối clip. Dạ rồi, hết luôn. 300k bao phí ship toàn quốc thôi cô chú anh chị, cũng là cặp cuối luôn. Rồi xin chào cô chú anh chị mình ha, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong các clip tiếp theo. Dạ rồi, ủng hộ cho em nha, để có clip mới, nhiều cây mới đẹp nữa để về phục vụ quý cô chú heo chú. Con xin chào.